Nè, ăn bánh mì đi hai bà. Lan, sao rồi? Sao rồi? Cái gì? Tình hình Bắc Tư. Trời đất ơi, ông hỏi tình hình Bắc Tư hả? Mà mặt ông nghiêm trọng vậy hả? Đúng rồi. Ông làm quá à. Bắc Tư không có sao hết á. Bác sĩ nói là mai không có gì á. Bắc Tư về luôn. Ông xin á, ông về lâu chưa? Sao ông về gấp quá vậy? Thì anh thấy Bắc Tư khỏe rồi cho nên anh mới về. Với lại phần tối nay anh phải lắp dây chuyền mới cho nhà máy nữa. Ừ. Trời ơi, thiệt tình ông xin nè, đêm hôm ông làm gì không biết nữa. Hay quá ha, thì làm để trà gạo cho nhà ông đó. Mà hai ông bà cũng kỳ cục nữa. Hẹn hò cái gì đâu, lên trễ sợ luôn à. Ngồi đói meo râu luôn vậy. Hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Tài xe của ổng á, đi nửa chừng hết xăng, dắt bộ muốn chết luôn vậy á. Mà cái ông này nha, ông giàu mà ông keo dễ sợ luôn vậy á. Đi xe không bao giờ đổ xăng hết á. Trời ơi, keo cái gì, tại gấp quá rồi có đầu quên. Chứ quên đổ xăng thôi, tiền thì có nè, chứ quên đổ xăng thôi. Cái gì cũng nói được. Thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi? Giả vô cái miệng giờ á. Nói chuyện xui xẻo vô duyên thấy sợ luôn vậy. Bác Tư nằm trọng mà nó chết chứ. Ê, chết hoài. Không có, không có, không có. Bà chết chết, bà nãy giờ nói từ chết nhiều nhất đó, bà muốn chết không? Nói chết lỡ chết thiệt sao? Ông còn vô duyên hơn nữa. Bà mới vô duyên. Hồi nhỏ tới giờ mình có thất hứa với ai đâu, nhưng cũng đành chịu. Để khi nào có dịp gặp ảnh mình sẽ giải thích sau. Lan. Hả? Làm gì đứng thẫn thờ đó hả? Ngồi xuống ăn bánh mì đi. Chú Năm tới chứ Thư? Dạ, chú Năm nhắn là hôm qua làm đêm với mấy anh em nên hôm nay chiều mới tới. Ừ. Dạ, trông cậu có vẻ mệt. À, chắc trời nóng quá cho nên tôi ngủ không được thôi. Dạ, chắc tại cậu nhớ thành phố đó thôi. Chứ hôm qua gió trời lồng lộng vậy mà. Cô làm việc tiếp đi. Dạ. Làm việc thôi. Từ hôm qua đến giờ không làm được việc gì cho ra hồn cả. Bắt tao đi nổi không? Để con cõng cho. Đi được mà. Đi nổi không? Để con cõng nha. Được rồi mà, có gì đâu mà thằng này nó cứ đòi nó cõng hoài. Rồi rồi, vô bác Tư nằm đi. Nằm đi bác Tư. Không, bây giờ để ta ngồi để ta nghỉ mệt. Nằm riết nó quể quải lắm con. Dạ, ơi. Dạ, tía ngồi đi tía. Ừ. Tía à, tía uống nước đi tía. Ừ. Thiệt may hết sức vậy đó. Sáng nay á, bác sĩ cho xuất viện. Tía làm con lo quá trời à. Lo cái gì mà lo không biết nữa. Tía nói tía có bệnh hoạn gì đâu. Tự nhiên rồi đùng đùng cho tụi bay đẩy ta vô trạm xá. Không bệnh cũng thành bệnh, hiểu không? Bác Tư nói gì kỳ vậy? Sao? Bác Tư bệnh á thì phải đi khám bệnh. Bác sĩ phải khám thì mới hết bệnh. Bác Tư nói vậy sao được? Thôi, bác Tư nhà nghỉ đi. Con phải về nhà đi theo ghe rồi đi mua lúa nữa. Quá trời công chuyện luôn. Ông sao? Cảm ơn ông nhiều nha. Bà mệt quá. Cảm ơn cái gì? Trước sau gì mình cũng người nhà. Bà đặc quá. Con đây bác Tư. Thằng. Anh Sinh. Ủa về hả? Dạ em về. Thưa anh hai em về. Gì anh hai mày? Thì anh thứ hai em thưa anh hai. Trước sau gì mình cũng người nhà mà. Cảm ơn nha. Dạ không có vậy. Anh hai mới về. Đỡ nhiều chưa tiếp? Có cái gì đâu mà rồi. Mệt chứ khỏe. Ta nói rồi sai nắng có chút xíu à. Mà rồi thằng Sâu với con Lan nè. Quynh đứt hết trơn hết trọi. Tía. Nhìn tía xỉu á. Con sợ muốn chết được á.
tía lúc nào cũng vậy hết á. Lan. Dạ. Tiền viện phí sao rồi? Thanh toán đủ không em? Dạ, xong hết rồi anh hai. Anh hai. Anh hai ở nhà với tía nghe. Em chạy ra chợ mua ít đồ về bồi dưỡng cho tía. Nha. Con đi nha tía. Tranh thủ về với tía nha. Anh hai nghỉ tí rồi phải vô lại xưởng nữa. Dạ. Con đi nghe tía. Nè, mua ít ít thôi nghe không? Không có bài vẽ tốn tiền nhiều nghe chưa? Dạ con biết rồi tía. Tía. Hả? Tôi đưa tía qua đây nằm nghỉ nha. Thôi, ta ngồi đây được rồi. Bay lo xuống rồi tắm rửa cho khỏe đi rồi còn đi làm đi. Dạ. Không? Hôm nay má anh về phải không Thư? Dạ, hôm bà đi, bà nói là hôm nay bà sẽ về đó cậu. Em đem đánh má giùm anh cái này đi. Khi nào má anh về thì nhớ báo giùm anh. Dạ. Bây giờ anh có việc phải đi gấp rồi. Dạ, em biết rồi cậu. Tụi bay tính làm loạn hả? Ở đây là cái nhà máy. Phải có kỷ cương, phải có phép tắc nha. Nha. Chứ không phải là đám ruộng của nhà tụi bay. Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Chú Năm nói đúng đó. Máy chưa lắp ráp xong, mày nghĩ thì ai đâu mà làm. Đính đi thằng bò đít, mày cầm bỏ chó mày lại mày. Mày nói với mày. Đính mày. Đính cái gì? Chú Năm, chú làm vậy là không phải. Ba thằng sinh bị bệnh, nằm bệnh viện cấp cứu kìa. Tối hôm qua tới giờ nó cắn răng làm việc cả đêm nè. Bây giờ xong hết trơn việc rồi, chỉ còn mỗi cái máy thôi à. Chú làm gì hàm ý lên vậy? Thôi Tài, đồng ý là chúng tôi làm công ăn lương thiệt. Nhưng mà nè, chú đừng có quá đáng như vậy. Chú đừng có ý là làm chủ rồi bóc lột sức lao động của người ta. Bây giờ chú cho tôi xin nghỉ việc đi. Cái gì? Mày muốn nghỉ việc hả? Ừ. Mày lấy cớ nghỉ ra hù tao hả? Xin lỗi tụi bay nha. Tao ho một tiếng thôi, cả đống đứa nó vô đây nó làm mà trình độ hơn tụi bay nhiều, chứ không phải như cái lũ ngu dốt tụi bay đâu. Bây giờ nè, đứa nào muốn nghỉ hả? Tôi nghỉ. Đi. Nghỉ luôn. Khỏi ra mày. Tao nói trước nha, nghỉ là không có một đồng lương nào hết nha mấy con. Ê cái gì vậy? Cái gì? Nè, chú đừng quá đáng như vậy nha. Quá đáng sao? Trước khi tụi tôi nghỉ á, chú trả lương đàng hoàng cho anh em tụi tôi đi. Đúng rồi, trả lương đi. Không có nói nhiều mày. Bây giờ thằng nào nghỉ không có một đồng nào hết, con thì bước qua một bên. Bây giờ có lực lại đàng hoàng nha chú Năm. Chú làm như vậy tôi đi thưa công an á. Tao thách mày, tao thách mày đi kiện tao theo hầu. Bây giờ không nói nhiều, thằng nào nghỉ không có đồng lương nào hết bước qua một bên. Tôi nghỉ nè. Tụi nghỉ luôn. Tụi bay đâu? Ra kia công an. Gọn đầu hết cái đám làm loạn này lại cho tao. Chú nói gì? Nè chú Năm, anh em ở đây không ai làm loạn hết. Tụi tôi chỉ muốn nói chuyện quyền lợi phải trái với công ty thôi. Không có phải trái gì hết mày. Đi về mày. Chú Năm, mọi người có chuyện gì vậy? Có cầu dĩ ở đây. Cầu dĩ, tụi nó tính làm loạn, tụi nó tính phá cái nhà máy mình nè. Cũng có đi cái gì? Phá nào? Giám đốc, anh em tụi tôi á chỉ muốn đòi hỏi cái quyền lợi cá nhân của mình chính đáng thôi à, không có đòi hỏi gì hơn đâu. Nè, bây giờ sẵn có giám đốc đây nè, giám đốc xử giùm đi. Đúng rồi, giải quyết đi. Khỏi cứ xử gì hết, kêu công an, cộng đầu tụi nó. Đi tụi bay. Thôi được rồi, bây giờ tất cả mọi người bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ đông như vậy nó không có ai nghe đâu. Bây giờ bên này cử ra một người đi theo tôi với chú Năm lên nhà phòng gặp tôi. Tôi giải quyết cho. Cậu Dĩ chi mất công vậy cậu Dĩ? Đi cậu. Chú Năm lên nhà phòng với con. Tôi hiểu rồi. Chuyện này chú Năm xử lý cứng nhắc quá đó chú Năm. Cứng là cứng sao cậu? Trời ơi, cái đám tụi này nó cứng đầu cứng cổ lắm. Mình không làm tới nơi tới chỗ thì làm sao mà quản lý tụi nó được. Cứng đầu gì? Tụi nó không đúng hả? Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Chú Năm à, anh em làm việc vất vả cả đêm hôm qua rồi. Đáng lý ra hôm nay chú phải cho anh em nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức chứ. Cậu ơi là cậu, công việc nó còn đăng đăng đi đê kia kìa. Bây giờ nghỉ hết lấy ai làm? Thôi, chú cũng đừng có nói nữa. Mình làm như vậy là phạm luật đó chú. Công ty mình còn làm việc lâu dài,
chứ có phải một ngày hai ngày đâu. Dù sao máy móc cũng đã lắp hết rồi. Còn bà chủ? Để tôi nói với má tôi. Còn bây giờ tôi sẽ giải quyết như vậy. Mấy anh em lắp đặt máy tối hôm qua được nghỉ bù, ngày hôm nay và ngày mai được hưởng nguyên lương. Bây giờ anh có thể về được rồi. Dạ. Sao lại như vậy được hả cậu Dĩ? Sau này có chuyện gì thì anh cứ tới báo với công ty, chứ đừng có xách động anh em như vậy sẽ không hay đâu. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Tôi về đây. Cậu làm như vậy làm sao mà tôi quản được cái đám công nhân này. Cậu không có biết đâu, tụi nó cứng đầu cứng cổ lắm. Cái máu nông dân ăn sâu vô cái đầu tụi nó rồi. Nông dân thì sao hả chú? Họ cũng là con người thôi. Làm việc thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Vụ vừa rồi chú cư xử như vậy, con thấy chú sai hoàn toàn. Cậu Dĩ ơi, cậu đừng có tin lời tụi nó. Chú thử nghĩ coi, anh em người ta làm cả đêm, nghỉ ngơi được mấy tiếng, chú lôi người ta ra làm tiếp, họ không chịu nổi nữa, họ ngủ gục, rồi xảy ra tai nạn thì ai chịu? Là mình chịu hết chứ ai chịu? Theo con nghĩ, làm việc mình cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh của anh em. Mình mà giúp đỡ được người ta trong lúc khó khăn thì họ mới sống chết được với mình, phải không chú? Cậu gì? Nếu không có tôi á thì cái nhà máy này thời bao cấp nó đã mất rồi, chứ nó không tồn tại tới bây giờ để cậu ngồi đó cậu phán xét tôi. Đừng bao giờ giải đời tôi. Chị mới về. Lan à, Lan. Dạ dạ. Dạ tí kêu con. Trời đất ơi, làm cái gì mà đứng mà như mất hồn mất vía, tao kêu cả buổi không nghe vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Đi lấy cho tía ly nước. Dạ dạ, con lấy liền tía. Từ từ đổ hết bây giờ, làm cái dạ. Gì mà lụm trà lụm chùm vậy? Dạ, đây tía. Vậy tía uống nước rồi nằm nghỉ nghe. Con chạy ra đầu ngõ, con mua thêm thuốc tây cho tía. Hồi sáng á, con quên mất. Trời đất ơi, cái gì mà hết tàu rồi tới tây? Cái này không có chết vì bệnh mà tao chết vì uống thuốc nè. Thôi tía đừng có nói quở. Tía uống nước đi, xong rồi tía nằm nghỉ nghe. Con vô thay đồ, con đi chút xíu con về liền à, nghe tía. Mới đi vô là má biết có chuyện rồi ha. Thấy công nhân đi ra, xong rồi thấy chú Năm con mặt mày hầm hầm là hiểu rồi ha. Nhưng mà má thấy con giải quyết vậy đâu có sai. Má đâu có nói là con sai đâu. Con giải quyết vì quyền lợi của anh em là đúng. Vì không có họ mình cũng đâu có thể làm được việc gì. Nhưng con cũng phải lưu ý tới chú Năm một chút. Chú là người có công lớn trong cái chuyện gây dựng cơ nghiệp của nhà này. Thì con cũng đâu làm gì mất mặt chú Năm đâu má. À, công việc sao rồi má? Tốt, mọi chuyện tốt con à. Trong tuần tới, nhà máy sẽ sản xuất phân NPK theo tỷ lệ mà con đã đề nghị đó. Và dây chuyền làm nông dược cũng sẽ bắt đầu. May quá. Vậy là coi như kế hoạch đã triển khai theo chiều hướng thuận lợi rồi. Nhưng mà má nè, sao sự việc xảy ra hôm nay, con nhận thấy mình chưa quan tâm đến đời sống anh em công nhân, nên có nhiều việc xảy ra mình trở tay không kịp, làm mất lòng anh em. Nội bộ bất hòa không tốt lắm. Con nghĩ mình nên mua ít quà tới thăm thân nhân của mấy anh em công nhân đang bị bệnh được không má? Làm việc thì phải có sự tương thân tương ái thì mới cộng hưởng với nhau được. Mà một khi cộng hưởng rồi và cùng chung một mục đích, sẽ gặt hái được kết quả và thành công tốt con à. Chà,
Cái cách nói chuyện đã biết quan tâm tới người khác. Có vẻ lớn, có vẻ giống như là một ông giám đốc thực thụ rồi đó nghe. Đến tranh mà lên mặt dạy đời tao, tao cực khổ hầu hạ ba mày, mẹ mày là đủ lắm rồi. Đừng có mong mà chạy ép tao được nữa. Mỹ Lan, Mỹ Lan, Mỹ Lan, anh Năm nói nghe nè. Dạ, chú Năm kêu con có chuyện gì không chú Năm? Chú hoài, thì vô đây uống ly nước đi rồi anh Năm nói chuyện cho. Dạ có chuyện gì á thì chú Năm cứ nói đi, tại con còn phải đi mua thuốc cho tía nữa. Từ từ đã, để xe đây đi, vô ngủ uống nước đi rồi anh Năm nói cho nghe. Ha, đi đi. Đi đi. Là uống gì? À, dạ thôi con không uống đâu. Có việc gì á thì chú Năm nói lẹ đi, con còn đi công chuyện nữa. Anh Năm muốn nói chuyện của anh Sinh đó mà. Anh Sinh sao hả chú Năm? Chuyện là vậy, mấy hôm nay bà chủ giao cho anh Năm trách nhiệm là phải hoàn thành dây chuyền trà gạo một cách nhanh nhất. Thì có liên quan gì tới anh Sinh đâu hả chú? Thì trọng trách lớn quá. Rồi trong quá trình làm việc, anh Năm có đôn đốc anh em làm việc, rồi cái gây ra hiểu lầm. Anh Xin nghĩ là anh Năm chèn ép. Dạ, vậy thì sao hả chú? Anh Năm định gặp anh Xin để nói chuyện, nhưng đàn ông gặp nhau khó nói lắm. Cho nên là Năm nhờ em gặp anh Xin để nói thông cảm cho anh nha. Dạ, tưởng chuyện gì chứ. Nếu mà vì công việc á, chắc anh Xin ảnh không có để bụng đâu chú Năm. Nè, từ tháng sau anh Năm quyết định tăng lương cho em. Ủa, hai chuyện này đâu có liên quan gì với nhau đâu chú Năm. Thật ra muốn liên quan là nó liên quan liền à. Biết rồi còn giả bộ hỏi nữa. Năm mến Lan mà. Dạ thôi, không có chuyện gì nữa, con xin phép con đi nha. Mỹ Lan, Mỹ Lan, nghe Năm con nói đi. Đã Lan, Mỹ Lan. Anh ơi. Dạ. Dạ cho em hỏi thăm, nhà của anh Sinh con có bác Tư Ngã ở đâu vậy anh? Anh đi lên khoảng chừng 50 mét nữa. Nhưng mà giờ này đi làm chắc chưa về đâu. Dạ cảm ơn anh. Không có gì. Anh Sinh ơi, anh Sinh ơi, ai đó vô đi. Dạ. Cậu muốn kiếm ai? Dạ, bác cho con hỏi đây có phải là nhà của anh Sinh không bác? Anh Sinh nó là con tôi. Ủa mà rồi cậu muốn gặp nó có việc gì? Dạ, bác cứ nằm nghỉ đi. Cậu đỡ giùm tôi qua bên ghế ngồi. Dạ. Nằm riết nó đau lưng quá. Ngồi đi cậu. Dạ cảm ơn bác. Ủa mà rồi cậu kiếm thằng Sinh nhà tôi có việc gì không? Dạ con làm chung với anh Sinh, nghe tin bác bệnh cho nên con ghé thăm. Cậu làm chung với anh Sinh? Ủa mà rồi sao tôi không biết cả? Dạ con mới về làm thôi. Có ít quà con biếu bác để tẩm bổ. Trời đất ơi, bài vẽ quá. Tôi chưa có biết cậu, tôi không có dám nhận. Dạ bác đừng có ngại, đây cũng chỉ là chế độ chung trong công ty của con thôi.
Cậu uống nước đi. Ủa mà cậu nói công ty, vậy cậu là... Con là giám đốc của công ty, bác đừng có ngại nha. Giám đốc công ty? Dạ. Vậy là tôi nhớ rồi. Cậu là cái người nói chuyện cái bữa tập quân đó đúng không? Dạ. Vậy cậu là con trai của bà Xuân đúng không? Dạ đúng rồi đó bác. Ủa bác biết má con hả? Ờ có biết. Biết lâu rồi. Uống nước đi. Dạ. Ủa bác ơi. Cái đàn này của bác hay là của anh Sinh vậy? Của tôi đó chứ. Thằng Sinh nó có biết đờ định cái gì đâu. Dạ mấy bữa trước con có đi ngang, nghe tiếng đàn của bác hay quá chừng. Bác, bữa nào bác khỏe cái bác đàn cho con nghe nha. Trời, còn trẻ vậy đó mà rồi cũng thích nghe mấy cái đờ này ha. Dạ con thấy nó hay mà. Bác ơi, hình này của ai mà đẹp vậy hả bác? Gây út tôi đó. Ủa mà rồi nó cũng làm ở trong cái xưởng đan của công ty mà rồi cậu không biết nữa hả? Dạ cũng tại vì con mới về cho nên con không có biết hết. Dạ. Ủa mà bác bệnh sao vậy bác? Ôi trời đất ơi, ba bữa trước ngay cái bữa mà đi tập quấn á, cái rồi đi về là bị say nắng, rồi mấy đứa nhỏ nó lùa vô trong trạm xa cái rồi bệnh luôn. Đúng rồi. Ủa cậu nói đúng mà đúng cái gì? Dạ không có gì bác. Dạ. Bây giờ em nói chuyện này là chị ba tính giùm cho em đi. Nè chị xem đi, chị thấy không, mấy cái dây chuyền máy móc mới mình còn chưa lắp ráp xong được nữa, vậy mà hôm trước công nhân người ta đang làm cậu chỉ cho nghỉ hết trơn. Tôi cũng đã nghe qua chuyện này, tôi thấy thằng Dĩ nó xử sự như vậy cũng đúng đó chú à. Chị, chú, anh em người ta làm việc với mình lâu dài phải nghĩ tới sức khỏe của công nhân nữa chú. Trời ơi chị ơi, em rành tụi này 6 câu mà, tụi nó cứng đầu cứng cổ lắm, tụi nó làm thì ít mà chống đối thì nhiều. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà thời buổi bây giờ nó không giống như hồi trước. Bây giờ nó súng lại nó kiện mình thì cũng có nhiều chuyện không hay đâu. Em thách tụi nó đó. Tôi đã soạn ra một cái quy chế cho công ty mình, trong đó có luật đàng hoàng, bắt đầu từ tháng sau mình áp dụng đó. Chi cho cực vậy chị ba? Tụi nó ở trong tay em nè, em trị được hết á, chị yên tâm. Chú Năm à, tôi biết chú là người tận tâm với công ty này, chú xem đây cũng như là gia đình mình. Nhưng thời buổi này mình cũng nên khéo léo một chút. Lao động bây giờ có luật có lệ chú à. Còn thằng Dĩ nó còn non dại háo thắng, mong chú bỏ qua cho nó nha. Dạ thì chị ba cũng đã nói vậy rồi, em cũng chỉ là người làm công cho chị thôi mà. Thôi. Mẹ, cả cái gia đình từ lớn tới nhỏ, hở ra cái là vậy đó. Cậu Dĩ. Có chuyện gì vậy hai anh? Cậu chạy gì nhanh quá vậy? Trời ơi, sao anh xem chạy nổi. Chạy theo cậu muốn xỉu luôn á. Mà có chuyện gì không? Hả? À, kéo cái cà phê ở đây nè, anh em mình nói chuyện tí nha. Gần đây nè. À, cũng được. Ê, đẩy đi. Lên. Ê. Lúc nãy tôi về nhà nghe tía nói cậu Dĩ ghé chơi, vừa mới đi khỏi lật đật dí theo cậu Dĩ quá trời luôn. Cậu Dĩ, cậu có lòng quá, cảm ơn nha. Có gì đâu anh, từ giờ đó sẽ là quy định chung của công ty, công ty sẽ quan tâm tới thân nhân của anh em hoạn nạn khó khăn. Vậy tốt quá rồi. Cậu biết làm sao không, hôm bữa anh em phục cậu quá trời luôn á, vậy mới ra dáng lãnh đạo nè mày. Nói cậu nghe, chú Hương á làm anh em ức chế lắm, biết á là vì công việc nhưng mà nó khó chịu lắm. Cậu Dĩ, anh em được công ty quan tâm vậy á, anh em sẽ làm việc nhiệt tình hơn đó. Ừ, anh em cứ yên tâm, trong tuần sau mọi người sẽ được ký hợp đồng lao động, được mua bảo hiểm tai nạn, làm đêm sẽ được hưởng lương phụ cấp.
giống như công nhân ở trên thành phố vậy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mười mấy tuổi tôi đã vô cái nhà máy này làm việc rồi. Thiệt nặng tình nặng nghĩa lắm. Bây giờ có muốn nghỉ cũng không được nữa. Mong là những gì nãy giờ cậu chỉ nói là sự thật. Anh cứ yên tâm, ngày nào tôi còn ở vị trí này thì không ai có quyền bắt nạt, cưỡng ép anh em làm sai nguyên tắc hết. Chỉ mong tất cả mọi người hãy cố gắng làm việc để đưa công ty chúng ta ngày càng phát triển hơn. Vì công ty phát triển thì lương hướng của anh em cũng sẽ tăng lên, đời sống gia đình của mình cũng sẽ thoải mái hơn. Thôi, hai anh ngồi chơi nha. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Dạ. Cậu Dĩ đi đi, tụi tôi cũng sắp tới giờ đi làm rồi. Dạ. Mà nè, bữa nào rảnh á, kể nhà tôi nhậu bữa nha. Nhớ nghe, anh em tụi tôi đợi đó nghe. Nhất định rồi, tôi đi nha. Dạ. Bác Tư khỏe chưa Lan? Tía tao cũng đỡ rồi, nhưng mà vẫn còn ho. Tía má tao chắc tối nay ghé thăm bác Tư á. Ê, mà bây giờ mày có đi lấy xuồng luôn không? Không, tao đi ra đây một chút á, rồi tao về với tía tao luôn. Tưởng lấy xuồng thì xuống lấy với tao luôn. Ê, mai gặp ông sau á, bạn dù đi cồn đi, tao nôn tới cuối tuần quá. Ừ, mai gặp đi rồi tính. Làm gì ở đây vậy? Ủa, còn anh, anh ra đây làm chi vậy? Tôi hỏi trước, cô phải trả lời tôi trước chứ. Thì ở quê tôi muốn làm gì tôi làm. Mà nè, ở đây đâu có lúa đâu mà sinh viên thực tập ra đây làm chi vậy? Tôi tìm hiểu lúa rồi, bây giờ tôi muốn tìm hiểu người trồng lúa. Anh kiếm người trồng lúa thì đi ra đồng mà kiếm. Hôm nay cô không chở Lục Bình hả? Lục Bình ở đâu ra mà chở hoài? Mà anh chưa trả lời tôi đó, anh ra đây làm chi vậy? Tôi ra đây để leo cây. Tôi xin lỗi nha, hôm đó nhà tôi có việc. Tôi nói thiệt, dân vùng này á không thất hứa với ai bao giờ hết. Tôi xin lỗi nha. Thôi thì dù sao mình cũng đã gặp nhau rồi. Mấy bữa nay chiều nào tôi cũng ra đây, hy vọng là sẽ gặp lại cô. Mà nè, chủ nhật tuần này á anh có rảnh không? Rảnh chứ, có gì không Mỹ Lan? Chủ nhật này á được nghỉ làm, tôi với mấy đứa bạn tính ra cồn chơi. Cồn là ở đâu? Là ở bên kia sông kìa. Hồi nhỏ tụi tôi hay chèo xuồng qua bên đó chơi lắm, có vườn trái cây thích lắm. Anh có đi được không? Hấp dẫn quá, làm sao mà không đi được. Anh thực tập á là làm những chuyện gì vậy? Những thứ anh học ở trường chỉ là lý thuyết, đi thực tập là trải nghiệm thực tế về cách trồng lúa của nông dân. Vậy anh có biết gieo mạ hay là cấy lúa gì không? Mấy thứ đó hả? Cũng có biết sơ sơ nhưng mà chưa có rành lắm. Mỹ Lan dạy anh có được không? Gái quê như tôi đâu có dám dạy ngài kỹ sư. Anh ở đây có lâu không? Thì cũng không lâu, cũng không mau. Làm sao? Thì chừng nào hiểu hết thì mới về được. Còn ở đây mà cần thì ở luôn. Vậy em không có dạy anh đâu. Chủ nhật này mình đi làm sao em? Thì anh cứ đứng ở đây đợi đi, rồi tụi em chèo xuồng qua đó. Vậy anh có phải làm gì không? Anh khỏi phải làm gì hết, anh chỉ chuẩn bị cặp mắt thật sáng để ngắm cảnh thôi. Vậy ngày mai mình có gặp nhau nữa không? Ngày mai em bận việc nhà rồi. Đồng ý, nhưng mà nhớ không được cho tôi leo cây nữa nha. Cái anh này.
Thôi em về nha. Dạ, con mời dì ăn cơm. Dữ hen. Đám cưới của anh cô mà làm như đám cưới của cô. Đi hơi mười mấy ngày là sao? Dạ, dì thông cảm. Tại nhà con ít người quá. Rồi tía má con có khỏe không? Dạ, cảm ơn dì. Tía má con khỏe. Tía má con có gửi lời hỏi thăm dì á. Ăn cơm đi con. Dì, nành dĩ sao rồi dì? Chán quê chưa? Trời ơi, nó làm gì ngạc nhiên hết sức á. Hôm bữa dì về thành phố, rủ nó về mà nó không chịu về á. Dạo này cũng siêng năng giúp dì lo công việc của công ty, cho nên dì cũng vui lắm. Dì, 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 con nghĩ có khi nào là ảnh bị cô nào ở dưới quê hớp hồn không? Thưa má, con mới về. Anh ngồi đi, em lấy chén cho. Trời ơi, đồ ăn ngon quá. Đói bụng quá trời quá đất luôn á. Hay ghê ha. Đi chơi cho đã đời rồi về cái thang đói. Xong ăn với bạn. Hả? Dạ thì Trời trời, còn mày đặt nịnh tôi nữa ta. Trời. Bữa nay có chuyện gì mà vui vậy con? Dạ có gì đâu má. Con ngày nào cũng vui như vậy mà. Rồi, ăn cơm đi. Dạ, con đói quá. Con mời má. Ăn đi em. Ăn đi. Chú Năm, cho con xin lỗi chuyện hôm bữa ở nhà máy nha. Vì bữa đó con cũng không phải với chú. Không có gì đâu cậu ơi. Trong tuần tới chú ráng giúp con mấy cái vụ hợp đồng lao động của anh em cho xong nha. Ừ. Đây là vài mẫu hợp đồng lao động, chú xem qua thử đi. Rồi cậu yên tâm đi, để tôi lo cho. Dạ cảm ơn chú. Alo. Ngày mai anh có về Sài Gòn không? Ngọc Anh hả? Chắc là anh không về được. Vì công việc của công ty còn nhiều quá. Anh Vĩ, sao dạo này anh khác quá vậy? Anh cũng bình thường mà. Bình thường? Bình thường mà anh đối xử với... Thôi, khi nào anh rảnh á, thì anh gọi cho em. Em đừng có buồn nha. Bye anh. Hai người con gái. Tự nhiên cái mương của người ta bắt dáng qua làm cây cầu. Khỉ khỉ, bữa nào té cho mà tiêu luôn. Vô vô duyên. Cho miếng bồng bon đi. Nè. Rồi vụ ghe xuồng đó là sao rồi? Sao là sao? Chuyện đó bà yên tâm đi. Tôi là mẫu đàn ông đó, một làm mười. Hai người lo chuyện của hai người kìa. Lo đồ ăn đem đi sao rồi? Trời, cái chuyện đó không khỏi lo. Ngày mai á tụi tôi sẽ nấu xôi với lại gà luộc. Hai lần ha. Ngày mai á tôi không đi được không? Ủa? Sao vậy Lan? Sao? Tại tía tôi đang bệnh vậy, tôi đi cũng không có nở. Trời, mày yên tâm đi. Có ông Sinh ở nhà mà mày lo gì? Hôm qua tao có rủ ổng mà ổng nói phải ở nhà coi nhà. Có ông Sinh mà. Tao sợ ổng ở nhà ổng nhậu. Rồi ai đâu mà lo cho tía? Không có sao đâu Lan, làm gì có chuyện nhậu. Không có tôi á, ông Sinh ông nhậu với ai? Trời, ông làm giống như ông là người quan trọng lắm vậy. Sự thật nó là vậy mà. Mà nếu mà mai đi á, tôi rủ thêm người đi được không? Ai vậy? Chị Mai phải không? Trời, ông Sinh không đi là chị Mai không có đi đâu. Nói nghe nè Lan, tôi định làm mai ông Sinh với lại chị Mai á, mày thấy được không? Rồi, có chuyện đó luôn hả? Không có phải là chị Mai, mà là một người bạn. Ảnh á, là sinh viên nông lâm thực tập ở trong cái vùng này nè. Ai? Thằng đó là thằng nào mà tôi không biết?
Trời đất ơi, ông làm giống như ông là công an xã ông bằng vậy. Cũng ngang ngửa vậy á. Thì mai đi rồi sẽ biết. Vậy là quyết định đi đúng không Lan? Vậy mai mình đi mấy giờ? Đi sớm sớm cho đỡ nắng. Cỡ 8 giờ rồi mình đi. Tại vì tôi phải lo cho tía, xong rồi mới đi được. Vậy quyết định vậy đi nha. Mai có gì tôi qua sớm, tôi rước Lan hả? Ê, còn tôi thì sao? Ủa, sót bà hả? Thôi được rồi, mai có gì tôi cho bà đi ké. Dù gì. Ý, có khi nào hai người ngồi ở đó thọt thọt cái giò xuống, cái có con cá sấu nó nhảy lên nó táp không ta? Trời, vô duyên à. Mai nha. Hôm nay tôi em cho anh ăn món này. Anh mà ăn món này là ngon lắm luôn á. Ngon sao? Thì món này đảm bảo trên thành phố không có. Mày đi thành phố chưa mà mày biết? Ở trên thành phố có nhiều món ngon lắm. Với lại hả, món gì cũng có đó. Thì ngon bằng ăn giữa đồng không? Ừ đúng rồi đó. Cá mới bắt lên ha, mình nướng kiểu này ăn là hết sảy. Đợi cá chín lâu quá à mấy anh chị ơi. Giờ mình chơi trò gì đây mấy anh mấy chị? Hay là mình hát cái bài bữa chị Lan vậy đi. Đúng rồi đó. 2, 3. Bướm ong thở mộc, đủ đục đủ chàng, mừng một cái tháng 36 tấc, bắt từ dưới đất lên hỏi ông trời. Anh Vĩ sao anh không hát? Anh Vĩ mà không hát lần sau chị Lan không có cho anh chơi nữa đâu. Đúng rồi đó. Ủa, tụi em sợ chị Lan dữ vậy đó hả? Không có đâu, nó xạo đó. Ở đây chị Lan thương tụi em nhất. Ai nói xấu gì tôi đó? Nói à, ai là Lan nói gì? Lan nói rồi. Chà, nướng cá nữa đó hả? Dạ, dạ. Chị Lan ăn cá lóc nướng chung với tụi em đi chị Lan. Từ đó đến giờ chị có ăn cá lóc đâu mà mời không biết nữa à. Thôi tôi biết rồi, hôm nay có bạn mới rồi. Thôi mọi người chơi với bạn mới đi nha, tôi đi về. Thôi mời chị Lan ở lại chơi với tụi em. Ở lại đây mà. Thôi, nói vậy tôi là người đi về mới phải. Thì đó, bây giờ hai người đó, bây giờ mấy em chọn đi. Thôi, em không chọn ai hết, em chọn cá nướng à. Thôi được rồi, bây giờ ngồi xuống ăn cá lóc nướng nha. Dạ. Để anh phụ cho. À, Thảo tới. Chị Lan anh dễ, em tặng hai anh chị nè. Cảm ơn em. Ủa sao mày tới trễ vậy mày? Tao mắc coi nhà cho má tao. Vậy hả? Nè ngồi xuống ăn cá đi. Dạ. Lan đẹp quá. Vậy anh đem về trồng đi. Cảm ơn Lan. Anh Vĩ ăn cá đi. Ngon lắm. Anh Vĩ ăn cá thì ngon lắm á. Ngon ha tụi bay. Ngon quá. Con ăn đi. Sao mọi người nhìn tôi cười vậy? Nhìn anh giống như hề vậy đó. Chị Lan ăn cá đi chị Lan. Chị Lan ăn cá chị Lan. Thôi chị không có biết ăn cá mà còn kêu chị ăn cá nữa. Thôi chị Lan ăn cá đi, đừng có phụ lòng mấy đứa nhỏ nướng hồi nãy giờ á. Thôi em không có biết ăn cá. Đi mấy đứa, chị Lan ăn cá đi mấy đứa. Thôi em không có biết ăn cá. Đi bỏ chị Lan đi mấy đứa. Muốn ao thở mộc, đủ đồng đủ chàng, mừng một cái tháng 36 tấc, bắt từ dưới đất lên hỏi ông trời. Vui thiệt. Tụi trẻ con ở quê đúng là hồn nhiên. Vui thiệt đó. Đừng có nói là cho người ta leo cây nữa nha. Chào anh, tới sớm quá vậy?
Anh không sợ leo cây nữa hả? Cây thì anh leo hoài mà, sợ gì? Ủa, đi bộ hả? Sao nói đi bằng ghe? Thì đứng đây, em chờ bạn em tới đón. Ê, tụi nó tới rồi kìa. Ủa, gạo vàng là ai mà nhìn thấy ngờ ngợ vậy trời? Này á, ảnh đi chung với mình nè. Ảnh là sinh viên nông lâm thực tập đó. Cái gì? Hả? Sinh viên? Cái gì mà hai ông bà ngạc nhiên quá vậy? Anh này á là anh Dĩ, đang thực tập ở xã mình đó. Tôi nói hôm qua rồi còn gì nữa. Anh này là... Anh là sinh viên. Tao gặp ảnh lội ruộng hoài à. Phải không sao? À, tôi cũng gặp ông này 2-3 lần rồi đó. Gặp ở... Ở ngoài đồng ruộng á. Ờ, muốn gặp ở ngoài ruộng thì gặp ở ngoài ruộng. Vậy mà hôm qua tôi nói á, thì ông lại nói là ông không biết. Thôi được rồi, tứ hải giai huynh đệ mà. Biết bơi không vậy? Biết. Ủa, ông sao hỏi anh vậy chứ đâu có phải hỏi mày đâu, mày trả lời gì vậy? Ờ, thì tại tôi tưởng hỏi tao. Tự nhiên, Lan trả lời cho người ta kỳ cục quá. Yên tâm đi, tôi cũng biết bơi chút chút. Thôi đi nhanh đi, trưa rồi. Bơi mà biết bơi chút chút à. Anh đi cẩn thận nha, trơn lắm đó.